me tocaba más. Porque no, no me da. Yo no estaba muy pelo aquí, con la Reddit. Que más si me dicen, me dicen los tumbas del carro, tumba, los de Vanguard. Me dicen, si vas a una oreja, pues ya, me lo dobra, se lo dobra. Sử dụng các cái thẻ ở trong cái phần reference và phần note show note thì ở đây thì mình đã giống như là mình đã gần hoàn thành một cái phần cấu trúc của văn bản rồi, có giao diện ở đây thì mình sẽ nói chủ yếu nói về cái phần mà mình sẽ tạo cái nốt. Tức là ví dụ ở đây có số 1 thì dưới này sẽ ghi chú dưới này số 1 là cái gì đấy. Thì ở đây mình sẽ chú thích ở đây mình sẽ chỉnh được các phó đúng không, mình sẽ ấn vào insert post folder và mình sẽ chú thích mình sẽ chỉnh sửa ở đây là sửa các cái thực tính thì mình đây mình muốn 1, 2, 3 hơn, bắt đầu là 1, mình sẽ chuyển máy chớt ở đây nó sẽ được 1. Đấy, nó sẽ trở về 2. Đây, xóa đi xuống. Thì ở đây thì nó sẽ ghi chú là 1 là cái gì, 2 là cái gì. Thì ở đây 2 là có hầu đúng không? Đấy, 1 mình xóa 1 là phải có
Đây là cái phần chú thích mà mình làm tương tự với ở trong đoạn văn bản. Ở đây mình cũng khá đẹp rồi, có trang gì rồi và cái chữ đầu tiên.